vị khán giả đang theo dõi chương trình Tin Khó Tin với những tin tức độc đáo, thật nhưng khó tin từ những sự vật hiện tượng trong đời sống, đặc biệt là về chính khả năng của con người chúng ta. Mở đầu những tin tức độc đáo ngày hôm nay, Quang Huy mời quý vị cùng tới dự một đám cưới kỳ lạ giữa một cô gái và cây cây. Ở tuổi 37, Kate Cunningham là một bà mẹ đã có 2 con. Thế nhưng Kate lại chọn kết hôn với một cây cây tại công viên quốc gia thung lũng Rimrose ở Sefton, Merseyside. Được biết, quyết định kỳ lạ này xuất phát từ tình yêu thiên nhiên của cô. Và cụ thể hơn là để phản đối việc xây dựng một con đường đi ngang qua công viên nằm ở ngoại ô của địa phương. Người phụ nữ chia sẻ cô dành 5 lần trong một tuần để tới thăm cây và luôn đặt người chồng đặc biệt này lên hàng đầu, dù con trai của cô có vẻ hơi xấu hổ với quyết định của mẹ. Cũng thuộc chủ đề cây cối độc lạ, con Huy muốn giới thiệu với tất cả quý vị một cái cây đặc biệt ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Không biết là người chồng cái cây của cô Kate Cunningham có cảm xúc như thế nào khi kết hôn. Còn cái ổi này lại biết cười thôi quý vị. Cụ thể là khi có ai đó sờ nhẹ lên thân cây, đầu lá sẽ rung lên tựa như là đang cười vậy đó. Và đặc điểm thú vị này đã khiến cho nhiều khách du lịch từ khắp nơi đổ về khu di tích lịch sử Lam Kinh để được tận mắt chiêm ngưỡng cây cười. Nằm trong khuôn viên khu di tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, cây ổi gần 90 năm tuổi biết cười khiến bất cứ du khách nào tới cũng tò mò ghé thăm. Chuyện về cây ổi biết cười được người dân và du khách truyền tai nhau từ nhiều năm về trước. Khi ấy, một du khách tình cờ phát hiện khi ai đó sờ nhẹ lên thân cây, đặc biệt là ở những kẽ cây, nơi giao giữa thân và cành, đầu lá sẽ rung lên như đang cười. Nếu du khách nắm tay vào cành và nhắm mắt lại tĩnh tâm một chút, họ như có cảm giác khác lạ, người bỗng thấy nhẹ nhõm, thanh thản. Tiếp tục chương trình, Tin Có Tin muốn giới thiệu với tất cả quý vị một giống cây lạ có 2 màu đen hồng, cực kỳ bí ẩn. Được biết đây chính là thành quả lai tạo của Huỳnh Phượng sinh năm 1995, quê An Giang. Colocasia, hay còn gọi là muôn nước, thường mọc nhiều ở ruộng hay là dựa vào bờ nước. Và nhờ đặc điểm phiến lá to bản, cộng đồng yêu cây trên thế giới đã lai tạo ra những cây muôn nước với hình dáng lá kỳ lạ như là Pharaoh's Mask, lá giống mặt nạ của vua Ai Cập, hay là White Lava, gân lá màu trắng. Không muốn kém cạnh với thế giới, Phượng cùng với cộng sự đã lai tạo một loại Colocasia màu đen huyền bí với những đường gân hồng nổi bật. Và sau khi lai tạo thành công thì Phượng đã quyết định đặt tên cho cây là Pink Venom. Cái tên này tình cờ lại trùng với tên bài hát của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Blackpink. Và hiện tại thì cô bán được 30-40 cây một tháng. Giá mỗi cây dao động là 1,5-5 triệu đồng đối với các sản phẩm lai tạo gân hồng. Có lẽ vì được thiên nhiên ưu ái, miền Tây không chỉ có gạo trắng nước trong, không chỉ có những sản vật ngon mà còn gây chú ý bởi những vật phẩm lạ. Cũng ở miền Tây sông nước, một ông cụ ở tỉnh Vĩnh Long hiện đang sở hữu một cây cổ thụ độc nhất vô nhị. Với tuổi đời hơn 300 năm, cây cổ mộc bằng lăng mang tên Đèn Thần đang được chủ nhân rao bán với giá 69 tỷ, khiến nhiều người yêu cây cảnh không khỏi suýt xoa và tò mò muốn tận mắt chiêm ngưỡng. Chủ nhân của cây cảnh này là ông Bùi Hoàng Sơn, 74 tuổi, ngụ xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Được biết, đây là giống cổ mộc bằng lăng có tuổi đời hơn 300 năm, có dáng thế độc nhất vô nhị. Tôi ở đó đi kháng chiến á, thì tình cờ đi săn gặp ở trong cái cây này, ở trong cái đám di tỳ. Tôi ngoài do tôi hỏi thì họ không có bán mà họ cho. Đó. Cho nên là sau tiếp thu rồi thì tôi mới đem nó về, mà hồi đó đâu có mà máy móc gì đâu, là mình thủ công thôi mà. 20 người bè nó qua cái sông, bè qua rồi cái lấy dây thừng cột kéo bữa bờ cơi ra kéo lên. Theo ông Sơn, cây này có tên là cây đèn thần bởi nó có hình dáng như cây đèn thần trong truyện thần thoại xưa Ba Tư, Aladdin và cây đèn thần. Hơn nữa vì có tuổi thọ dài trăm năm, vì thế cây cảnh có rất nhiều cục u ở thân rất độc lạ. Cái đó thì nó tự nhiên vậy rồi đó. Còn cái cắt tỉa là ở ngoài này. Còn ngày xưa mà mới về đó thì cây rừng mà mình phải định hình xong rồi, bây giờ nó có chi bự đó. Cái chột cành nó bự hết trơn rồi đó. Cái này là cái dáng trực, cái dáng đứng. Trực mà nó đều trực lắc. Còn thấy cái thân nó đâu ngay như cây đàn cày đâu. Chính vì chỗ đó mà nó có vậy, cái thứ nhất là vậy, cái thứ hai là
nó có giá trị về thời gian. Trên 300 năm thì không phải kiếm vậy tại đó đâu. Tác phẩm cây cảnh có 102 này hiện tại đã cao 4 mét, chu vi đế 6 mét và đường kính gốc cũng 6 mét. Nếu muốn nhìn tổng thể, mọi người phải đứng ra xa mới bắt tròn khung cảnh, còn đứng sát chỉ xem được chi tiết gốc thân. Đặc biệt, ở gốc cây có hình dáng như con rùa, hai bên có hai đầu. Với tình yêu mãnh liệt với cây cảnh, ông Sơn đã dày công chăm sóc và uống tỉa tỉ mẩn mấy chục năm. Ông Sơn kể, cách đây 9 năm, có một người Nhật tìm đến và trả giá 37 tỷ đồng cho cây cảnh cổ. Nhưng ông kiên quyết không bán. Họ liền trả thêm 8 tỷ đồng, tổng là 45 tỷ đồng. Xong, ông vẫn lắc đầu từ chối. Ông Sơn quả quyết, nếu bán được cây với giá 69 tỷ đồng, sẽ trích một phần làm từ thiện. Nếu không có sức làm thì sẽ giao cho những người tin tưởng để làm việc thiện vì cộng đồng. Thưa quý vị, chúng ta thường hay nghe câu nói tạo hóa tạo ra những điều kỳ diệu, nhưng khi soi chiếu với những sự việc trong đời sống hiện đại, có đôi khi những điều độc lạ lại được tạo nên bởi bàn tay con người. Như trường hợp của ông Trương Hồng Tuấn, 87 tuổi, ở thị trấn Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Thay vì trồng rau nuôi cá như cách nhiều người vẫn làm, cụ ông này lại mang hẳn một cái ao lên trên sân thượng. Từng bị nhiều người chế giễu vì ý tưởng lạ lùng này, ít ai biết rằng ông Tuấn làm vậy để chống thấm, chống nóng cho ngôi nhà của mình. Tôi làm ngay cái nước cái ao nuôi cá trên này thì ngay chính vợ tôi vợ nó phản đối. Bà nói là bà nói rất sập nước lặng. Thế mọi người đến mà chế giễu mà tại sao ông để nuôi cá trên bây giờ. Tôi xây cái nhà này năm 2017, năm Đinh Dậu. Thì cái lúc ý định tôi là không nghĩ đến nuôi cá, vì làm điều kiện kinh tế chỉ khả năng nào là một tầm thôi. Thì nếu mà chống nóng thì phải tốn thêm tiền. Từ cái trước đây tôi xây cái bếp này, tôi cũng đổ đất trồng cây, có nước trên này không giỏi gì. Từ đó tôi suy luận ra, tôi quyết định là chứa nước mưa, nuôi cá và trồng rau muống trên. Được, bằng thời gian thì anh nhiều lúc trồng phải trồng tại sao trồng nó không mất sống. Bọn sập thì chắc sập được, diện tích nó rộng thế thì nước cao độ 3 phân thì đem dân lực ra phân tích ra là chịu lực thì nó chỉ độ mấy lạng. Chủ yếu là làm nên đó để đảm bảo bền cái độ mái bằng xi măng. Nếu như xi măng ở mái bằng mà có độ ẩm thì cái độ đông kết nó lại càng tăng độ bền. 5 năm nay rồi trên trần nhà không có giỏi gì cả. Ngày nào tôi nên 4-5 lần biến cái thể dục thành lao động có ích, có ích cho gia đình. Đấy, bắt đầu tôi bắt nước dẫn ra ống. Nước lên đây dẫn từ trên mái nhà nuôi cá dẫn xuống, nước mưa rất nó thừa dần. Chứa nước mưa bên này. Nước mưa phải thiếu thì mưa mở giao. Mùa hè đến bên ngoài nhiệt độ nó cao, cao bên trong nhà phải giảm 5-6 độ. Làm thì nó cũng mát, mà cũng tiện, có cá muối thì có đủ cả thứ. Như là nhà cho muốn không có thức ăn nên bắt cũng dễ. Trước đây tôi nuôi cá chê lai, có con chê lai đặt 5-6 cân. Sau tôi nghĩ thôi thì nuôi cá rô phi nó tự nó đẻ để cải thiện giảm chứ không phải kinh tế. Chứ nếu mà tôi còn trẻ thì tôi sẽ nuôi toàn một cái giống trên, hay nuôi toàn trăm đen. Những hình ảnh được ghi nhận tại chiếc ao đặc biệt của ông Trương Hồng Tuấn cũng đã khép lại Kinh Khó Tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.